Xin chào các bạn, nào mình là Lê Văn Độc và đây là một cái video tuyệt vời. Chúng ta sẽ học về bài số 7 trong cái nền tảng căn bản niềm tin căn bản 50 bài. Thì bài này chúng ta sẽ học về cái nội dung là Đức Chúa Trời đặt Adam vào vườn Eden. Nghe cái tiêu đề thì chúng ta cảm giác như là cái tiêu đề này không có gì để học, đúng không? Chỉ là Chúa đặt con người vào vườn Eden thôi. Nhưng mà các bạn cứ đến cái bài học này đi, mình tin rằng là có rất nhiều cái kiến thức mà mình tin rằng các bạn chưa giờ được biết. Lời giới thiệu, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi mà Lộc muốn dành cho các bạn, đó là đã bao giờ bạn dự định làm một việc gì đó và rồi đến khi lại vì một lý do nào đó mà bạn đã không hoàn thành được cái việc đó không? Tức là trong cuộc sống này có rất nhiều dự định, có rất nhiều điều mà ta muốn làm, nhưng rồi cuối cùng lại có một cái vấn đề, một cái lý do, có một cái ngăn trở nào đó và đã khiến chúng ta không hoàn thành được công việc của chúng ta. Thì con người chúng ta là một đối tượng bất toàn, là một thực thể không có tính toàn năng, không phải là việc gì cũng làm được hết, không phải là cứ cầu được ước thấy, không phải là việc gì chúng ta dự định để hoàn thành được. Còn Đức Chúa Trời thì không như vậy. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là Đức Chúa Trời không những không thể bị ngăn cản, Ngài không bị hề bị cản trở, mà Ngài là Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ dở ý định của Ngài. Ngài không có cái kiểu là đánh trống bỏ rùi hay là bỏ dở hay là làm được thì làm, không làm được thì thôi. Đức Chúa Trời không phải những như vậy, và Ngài luôn luôn làm xong. Và Chúa cũng không bao giờ cái quyết định của Ngài thành một quyết định khác, cái dự định của Ngài thành một cái dự định khác. Thì ví dụ như chúng ta muốn làm một cái gì đó nhưng ta cảm thấy nó khó quá, chúng ta không làm nữa, ta làm một cái khác, hay là biến nó thành một cái khác cho nó dễ làm hơn đấy, thì Đức Chúa Trời thì không phải là như vậy. Vậy thì cái điều này nó mang ý nghĩa gì? Nó mang một ý nghĩa là khi Đức Chúa Trời hoàn thành công việc của Ngài rồi và con người được vào trong vườn Eden và ở rồi, mọi sự đối với Chúa lúc này nó là ổn định rồi. Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ô, Đức Chúa Trời mệt mỏi và Ngài nghỉ ngơi, nhưng thực ra không phải như vậy. Đức Chúa Trời đấng toàn năng và Ngài không hề mệt mỏi. Ngài không những là không thể bị cản trở, không thể bị ngăn cản, mà Ngài đã hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch của Ngài muốn. Và trong 6 ngày Ngài làm việc đó, Ngài không mệt mỏi và Ngài nghỉ ngơi. Và Ngài nghỉ ngơi không phải vì cớ mệt. Trong chương 40 của câu 28 này cho chúng ta như sau: con không biết sao, con chưa nghe sao, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mệt mỏi, chẳng yếu sức, sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Đây là một lời phán của Đức Chúa Trời được chép lại qua lời chép và được đánh dấu ngoặc kép của tiên tri Ê-sai, tức là một lời phán trực tiếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài không mệt mỏi. Vậy thì Ngài nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Ở đây Ngài nghỉ ngơi là để Ngài ngắm lại, nhìn lại cái thành quả của Ngài. Và Đức Trời đứng toàn năng, và khi Ngài ngắm lại những cái thành quả của Ngài, Ngài không phải sửa chữa gì nó cả, bởi vì mọi vật Ngài tạo nên đều đã tốt lành từng ngày một. Và cái ngày thứ bảy đó là một cái sự khẳng định một lần nữa chắc chắn là mọi sự đã được hoàn tất và không cần phải thêm thắt, không cần sửa chữa, không cần phải thay đổi một cái gì nữa. Đây là Đức Chúa Trời đã hoàn thiện một cách xuất sắc những gì Ngài muốn làm. Đây là nên là tại vì sao nó có cái câu hỏi là các bạn có bao giờ làm cái việc gì đó mà không làm được không? Đối với Đức Chúa Trời thì lại khác. Đây là sự huyền nhiệm của ngày thứ bảy khi Đức Chúa Trời nghỉ. Và cái kiến thức thứ hai mình muốn chia sẻ tiếp theo cho các bạn đó là sương mù chứ không phải là mưa tới mặt đất. Có rất nhiều người đọc Kinh Thánh nhưng mà không để ý ở chỗ này, đó là trước khi Adam ăn trái cấm thì Đức Chúa Trời chưa tạo mưa, trên trái đất không hề có mưa, mà Đức Chúa Trời chỉ tạo sương mù, và sương mù sẽ tạo thành nước đọng trên các lá cây rồi thấm nhuần mặt đất. Đây là một cái thể chăm sóc thực vật cực kỳ gọi là tuyệt vời nhất, vì cơn mưa sẽ có khi to khi nhỏ, lượng nước sẽ không đều đúng không ạ, rồi là sẽ cơn mưa đấy, sẽ cần phải sấm chớp, rồi cần phải những cái này khác,
Nhưng mà sương mù thì nó làm cho cây cối tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn có cái thời gian và có điều kiện, hoặc là các bạn đã có cái may mắn mà được lên Đà Lạt hoặc được ở Đà Lạt, thì các bạn rất hiểu về cái cảm giác mà sương mù như thế này. Và sang thế ký chương 2 câu 4 đến câu 6 thì chúng ta sẽ thấy một điều đặc biệt nữa, là trong chương 1, trong cả chương 1 thì Đức Chúa Trời được xưng với danh xưng, Ngài bày tỏ chính Ngài với cái danh xưng là Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Trời của tạo hóa. Nhưng bắt đầu từ chương 2, từ câu 4 này trở đi thì Đức Chúa Trời đổi cái danh xưng của Ngài, Ngài đổi thành và Ngài xưng thành Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu hoàng hữu. Tự hữu hoàng hữu là có chức vô cùng và tồn tại cho đến vô cùng, có chức vô cùng và tồn tại cho đến sau cùng, cuối cùng. Thì lúc này là Đức Chúa Trời đã tạo lập một cái khu vườn vì mục đích thôi, là Ngài yêu thương loài người rất nhiều. Đấy. Chúng ta đã học trong cái bài trước rồi, đúng không? Chúa không cần đến trái đất, Chúa không cần đến cây cối muôn loài vạn vật, Ngài vẫn sống bình thường. Nhưng Ngài tạo nên điều đó chỉ dành cho con người mà thôi. Và Ngài tạo nên mọi thứ với điều tốt đẹp nhất, với sự trau chuốt nhất. Chứ không phải là Đức Chúa Trời không có để tâm gì cái việc mà Ngài tạo dựng nên. Mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên một nơi rất là tuyệt đời, rất là tuyệt đẹp. Có một câu hỏi đặt ra là các bạn đã từng dành những điều tốt đẹp nào của đời mình cho một ai đó? Tại sao các bạn lại dành điều tốt đẹp đấy cho cái người đó? Chỉ cần các bạn trả lời được câu hỏi đó thì các bạn sẽ hiểu được cái tâm ý của Đức Chúa Trời. Đã sang phần tiếp theo. Đức Chúa Trời đặt Adam vào vườn Eden. Chúng ta sẽ thấy là vườn mà Đức Chúa Trời tạo lên là vườn địa đàng. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 này thì Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Eden và ở hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng vào đó. Đức Chúa Trời không hỏi Adam là ông có muốn ở trong vườn Eden hay không, hay là ông muốn hay là Đức Chúa Trời hỏi là con muốn ta tạo dựng vườn Eden như nào. Đấy. Mà Đức Chúa Trời thực hiện cái quyền làm chủ của Ngài, Ngài đặt ông ấy vào. Và Đức Chúa Trời tự động sáng tạo vườn Eden theo cách Ngài muốn. Thực ra thì Đức Chúa Trời biết điều gì là điều tốt nhất, điều tốt nhất cho Adam, nên là Ngài không cần phải hỏi, nên Ngài không cần phải yêu cầu ông ấy phải góp ý với Ngài, mà Chúa biết mọi điều và Chúa muốn dạy dỗ Adam khi ông đã vào trong vườn. Và cái lúc này đặc biệt cho Adam đó là cây cỏ chưa hề mọc lung tung, côn trùng sâu hại chưa phát triển, và vườn Eden hay là trái đất lúc này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt đẹp. Đấy. Nhưng trong vườn có hai cây. Đấy các bạn nhé. Trong vườn có hai cây. Đó là cây biết điều thiện và điều ác. Cái cây biết điều thiện và ác này và cây sự sống này là hai cây mà Đức Chúa Trời đặt vào trong vườn Eden. Đức Chúa Trời đặt hai cây này vào trong vườn Eden không phải cố ý để đó để sau này Adam phạm tội, mà Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở, muốn khẳng định với Adam là con phải cần đến ta, con phải cần đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn Adam, dạy dỗ Adam trong mọi sự lựa chọn, trong mọi quyết định của Ngài. Chúa muốn dạy Adam rằng là con phải lệ thuộc vào Ngài, con phải lệ thuộc vào ta, con phải lệ thuộc vào Jehovah Đức Chúa Trời. Chúa muốn dạy Adam điều đó. Vì Đức Chúa Trời lúc này Ngài làm Chúa, làm cha, làm chủ, nhưng Ngài không muốn là Adam sẽ phải tuân lệnh Ngài một cách bất di bất dịch. Mà Đức Chúa Trời Ngài muốn hướng dẫn ông, Ngài muốn hướng dẫn ông, chứ không phải là để ông tự đưa ra quyết định. Các bạn hiểu điều này chứ nhỉ? Có một cái ví dụ mà mình muốn chia sẻ sâu sắc cho các bạn như thế này. Bây giờ đấy, các bạn cấy trồng một cái vườn rau hay là canh tác một cái vườn rau mà các người hàng xóm láng giềng của bạn đợi đến ngày thu hoạch, đợi đến ngày thu hoạch thì người đó đến thu hoạch của các bạn, không cho các bạn thu hoạch, thì điều đó là có đúng không? Điều đó chắc chắn là sai. Đó, điều đó chắc chắn là sai. Đức khi Đức Chúa Trời tạo ra con người đấy, thì Đức Chúa Trời không phải theo cách nghĩa là Ngài sẽ độc chiếm, độc đoán, các bạn nhỉ? Mà Đức Chúa Trời muốn con người cũng có một cái phản diện, có một cái phản diện, đó là tự giác yêu mến lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn tạo ra một cái loài cây chỉ biết yên lặng, đúng không ạ? Mà con người có thể phản kháng. Ví dụ như hàng xóm ra nó thu hoạch cây, đúng không? Thì cái cây nó nói là mày không được thu hoạch tao, bởi vì mày là chỉ là hàng xóm thôi, mày không trồng tao, mày không chăm sóc, không tưới tắm cho tao, đúng không? Thì Đức Chúa Trời tạo ra con người như vậy. Đức Chúa Trời có quyền làm chủ nhân, có quyền làm chủ nhân, nhưng không phải là Đức Chúa Trời áp bức đấy, Đức Chúa Trời áp đặt một cái điều gì đó. Đấy, các bạn hiểu hiểu cái điều mà
Đức Chúa Trời đặt cây sự sống và cây biết điều thiện ác này, nó mang cái ý nghĩa như vậy. Đức Chúa Trời muốn dặn dò con người, muốn thách thức con người và muốn hướng dẫn con người để con người đưa ra một quyết định đúng, rằng là con người phải phụ thuộc Đức Chúa Trời, phải phụ thuộc vào Ngài thì con người mới sống, mới có sự sống vĩnh phúc, mới vui vẻ hạnh phúc cả đời mình. Đấy, các bạn hiểu đây là cái điều. Và Đức Chúa Trời chỉ dẫn dạy dỗ Adam một cách cực kỳ rõ ràng, đó là nếu như con ăn đấy, thì con sẽ chết. Và Đức Chúa Trời cũng dạy dỗ cái điều này với mỗi một chúng ta qua Kinh Thánh của Ngài. Trong Kinh Thánh của Ngài cũng có rất nhiều điều là Đức Chúa Trời vẫn dạy dỗ chúng ta, đó là chúng ta phải vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời đã dặn Adam như thế nào, Đức Chúa Trời đã dặn Adam nào thì Đức Chúa Trời vẫn dặn chúng ta như vậy qua Kinh Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời ngày xưa và bây giờ Ngài vẫn y nguyên. Nếu như chúng ta có những quyết định như Adam, làm một cái quyết định độc lập khỏi Đức Chúa Trời, rằng tôi không cần đến Đức Trời tôi vẫn vui vẻ, rằng tôi không cần Đức Trời tôi vẫn hạnh phúc, rằng tôi không cần đến Đức Trời tôi vẫn giàu có, rằng tôi không cần đến Đức Trời tôi vẫn là người đạo đức, rằng tôi không cần đến Đức Trời tôi vẫn là người có sự sống đời đời. Chúng ta đi tìm kiếm một thần khác, chúng ta đi tìm kiếm các tượng khác, chúng ta đi tìm kiếm cái cách khác, chúng ta đồng hóa đạo Đức Trời với tất cả đạo khác. Ta nói rằng là cứ làm đúng là được, cứ đạo đức là được, và tìm mọi cách khác để được lên thiên đàng mà không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta cố gắng độc lập với Đức Chúa Trời nhưng lại muốn vào thiên đàng của Ngài thì điều đó là cực kỳ vô lý. Nên là Đức Chúa Trời đã dạy cực kỳ rõ từ xưa cho đến nay. Nên các bạn phải biết rằng là nếu như không vâng lời Ngài thì cái hậu quả là sự chết, nó cực kỳ đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Thứ nhất, cái sự chết này nó sẽ mang ba ý nghĩa. Các bạn thường nghĩ cái sự chết này nó mang về cái ý nghĩa là hồ lửa đời đời, hay là địa ngục đời đời. Nơi đó, hỏa ngục là cái nơi mà Đức Chúa Trời dành cho ma quỷ và Satan, không dành cái điều đó cho con người. Nhưng con người lại muốn đứng cùng chiến tuyến với Satan, với lại ma quỷ, thì cái hình phạt này nó cực kỳ đáng sợ. Nhưng nó có cái hai cái ý nghĩa ẩn dụ nữa. Đó là ý nghĩa thứ nhất, đó là sự chia lìa khỏi thân xác. Sự chia lìa khỏi thân xác này nó giống như một cái cành cây mà bị cắt khỏi một cái gốc cây. Cái cành cây bị cắt khỏi gốc cây thì cái cành cây đó sẽ chết trong tương lai. Cái gốc cây vẫn sống nhưng cái cành cây sẽ chết trong tương lai, bởi vì cái cành cây bị cắt mất. Thì cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ như thế này, là nguồn sự sống là Đức Chúa Trời. Cái gốc cây là nguồn sự sống như vậy. Đức Chúa Trời là nguồn sự sống. Cái điều đáng sợ là chúng ta bị tách ra khỏi Đức Chúa Trời, bị tách ra khỏi Đức Chúa Trời, thì cái sự chết nó đến rất nhanh. Sự chết nó đang đến. Và cái dấu hiệu để các bạn biết là các bạn đang bị cách xa khỏi Đức Chúa Trời, bị tách ra khỏi gốc cây là Đức Chúa Trời, cái sự đó, cái dấu hiệu đó là các bạn không hề có giao tiếp, không hề có thể nói chuyện, không thể có sự tương giao, không thể nào đến gần Đức Chúa Trời. Đấy là xa cách, sự xa cách, xa lánh khỏi Đức Chúa Trời. Nên cho nên sự chết đơn giản thôi, đó là các bạn không thể đến gần Đức Chúa Trời, không thể nói chuyện Đức Chúa Trời, xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Đó là dấu hiệu của sự chết. Đừng nghĩ về hồ lửa làm gì cho xa, đừng nghĩ về địa ngục làm gì cho xa cả, đừng nghĩ về hình phạt đời đời bị tra tấn ở dưới hồ lửa hay địa ngục, đừng nghĩ cái đấy làm gì cho xa cả. Hãy nghĩ đơn giản thôi, dấu hiệu của sự chết đời đời đó là xa cách khỏi Đức Chúa Trời, chứ đừng nói là các bạn không vâng lời đi. Và các bạn thường là không vâng lời Đức Chúa Trời nên các bạn không thể đến gần Ngài được. Đây là một điều đáng sợ cho mình và cũng như cho các bạn. Khi mình đọc lại cái bài này, đọc lại cái nền tảng này thì mình cũng thấy rất là đáng sợ. Mình cảm giác như đứng hình luôn, tâm linh của mình cũng như các bạn thôi, bị chia ra làm đôi. Hồn linh có tủy lời Đức Chúa Trời chia ra làm đôi. Ok, rồi cái phần hồ lửa mãi mãi mình không nói nữa. Mình nói vậy là mình với các bạn đã đủ sự kính sợ Chúa rồi. Mình biết là sẽ có rất nhiều các mục sư khác, rất nhiều các nhà truyền đạo khác chia sẻ các bạn về cái điều này. Nhưng các bạn nhớ này, một ngày nào đó các bạn cảm thấy các bạn không thể cầu nguyện, không thể nói chuyện Đức Chúa, không thể đến gần Ngài, không thể kêu cầu Ngài một điều gì đó, không thể, không còn thấy lắng nghe tiếng được của Chúa, không còn được lắng nghe tiếng của Chúa êm ái như thế nào nữa trên đời bạn, thì điều đấy là dấu hiệu sự chết, các bạn nhớ. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là đại quyền, đại uy của Đức Chúa Trời trên Adam.
đại quyền đại uy của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời đấng yêu thương, Ngài có đại quyền đại uy, Ngài làm chủ, Ngài muốn Adam hãy yêu quý Ngài, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương và Ngài nhân từ, Ngài biết mọi điều, mọi sự, điều nào là tốt cho Adam và Eva, nên Ngài không hỏi Adam là con có muốn thế này thế kia không. Cả kể là khi Chúa tạo lên người nữ, Chúa không hỏi Adam là con có muốn ta tạo người nữ như này như kia không. Vì Đức Trời là đấng khôn sáng nhất, Ngài Đức Trời là đấng thông minh nhất, Ngài là Đức Trời là đấng minh nhất, Đức Trời là đấng minh triết nhất, Đức Trời là tuyệt vời nhất. Đây là cái uy quyền của Chúa, nó không chỉ nằm trên đó là Ngài là chủ, Ngài là Chúa, Ngài là Cha. Uy quyền nó không chỉ nằm ở trên đó, nó nằm trên, uy quyền của Ngài nó nằm trên Adam qua tình yêu thương, qua sự Ngài biết điều gì là tốt nhất, qua việc Ngài biết vì Ngài là khôn sáng nhất. Vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt bài học này ở đây. Bài học này rất dài nhưng mình nói ngắn cho các bạn để cho Lộc cũng như các bạn có thể suy ngẫm về những cái hành động mà chúng ta thường biết, thường sống trên đời này. Ta thường lấy hồ lửa địa ngục ra để dọa nhau, nhưng là đâu nói thật các bạn này, Chúa là đấng tuệ trị, Chúa là đấng tạo hóa của chúng ta. Đấy. Quyền xuống địa ngục hay vào thiên đàng, đấy là quyền của Đức Chúa Trời. Đức Trời muốn làm ơn cho ai, đó là việc của Ngài. Muốn trừng phạt ai, đó là việc của Ngài. Vì Đức Trời là chủ nhân của chúng ta, và Ngài có mọi sự quyền năng và đầy quyền năng để làm cái điều đó. Nên các bạn không cần phải nôi ra để dọa nhau đâu. Không phải nôi ra để dọa nhau, mà các bạn phải nhận biết rằng Đức Trời là đấng thánh khiết, và từ trước vô cùng đến đời đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài đã tạo mọi sự từ sự không không, từ sự không có gì. Ngài hiểu biết và quyền năng Ngài bất biến. Lên, các bạn biết này, chúng ta cũng chỉ là sự vô hình trước mặt Chúa mà thôi. Chúa đã tạo chúng ta từ sự vô hình, từ sự không công. Thì trước mặt Ngài, có các bạn hay không, là một điều các bạn phải chú ý ở đây. Lộc nói điều này, Lộc cũng rất là sợ. Các bạn hãy cầu nguyện cho Lộc. Đôi khi chúng ta đánh mất mối tương giao với Chúa. Đôi khi chúng ta đánh mất cái sự gần gũi với Chúa. Rất là đáng sợ. Có một mục sư đã từng hỏi mình là chỉ có một cách để đi thiên đàng thôi, đó là Chúa Giêsu có biết bạn hay không. Chúa Giêsu có biết bạn hay không? Chỉ một cách để đi thiên đàng đó thôi. Chúa Giêsu có biết bạn hay không? Bạn nói là bạn biết Chúa Giêsu, bạn tin Chúa Giêsu, bạn tin là Chúa Giêsu đã chết thay cho bạn. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa Giêsu biết bạn hay không. Có mục sư mình đã từng nói mình như vậy. Đấy là bí quyết để đi thiên đàng. Nên các bạn phải nhớ này, hãy cố gắng đến gần Chúa để Đức Chúa Trời có thể biết các bạn. Nhưng không phải Đức Chúa Trời là đứng khó gần. Đức Chúa Trời không phải đứng khó gần, vì Đức Chúa Trời cũng là một đấng yêu thương rất nhiều. Và Ngài luôn muốn giao thông, luôn muốn nói chuyện, luôn muốn giao tiếp với Đức Chúa Trời. Vì Ngài, Đức Chúa Trời là đấng luôn muốn giao thông, luôn muốn nói chuyện, luôn muốn giao tiếp với loài người, với con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều. Và chúng ta học được những điều này, ta biết được điều này qua Kinh Thánh của Ngài. Đã ta phải cảm ơn Chúa vì Chúa đã sử dụng lời Kinh Thánh để bày tỏ ta, để cho chúng ta có quyền được quay trở lại, được nói chuyện, được ở bên Ngài. Thì cái bài học này chủ yếu nhấn mạnh như vậy. Đôi khi các bạn sẽ nghĩ là ôi, cái tiêu đề nó chỉ là Chúa đặt con người vào vườn Eden thôi, thì có gì để mà học, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau ôn với nhau, ta sẽ thấy được là Đức Chúa Trời đặt vườn Eden, đặt Adam vườn Eden và Ngài nghỉ ngơi. Nó thể hiện một sự hoàn tất, thể hiện một sự trọn vẹn mà Chúa đã dành cho Adam, một sự tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất Chúa đã dành cho Adam. Ngay cả cái sương mù này các bạn đã thấy này, đấy là đã sự đẹp đẽ nhất rồi. Và Đức Chúa Trời đã thiết lập một cái khu vườn đặc biệt và Ngài gọi là Eden. Thì điều tốt nhất Ngài dành cho Adam, thì bạn biết Chúa yêu Adam nào và yêu con người chúng ta như thế nào. Không chỉ thể hiện cái quyền làm chủ của Ngài mà cũng thể hiện cái quyền dạy dỗ của Ngài và cho con người có quyền lựa chọn, nhưng Ngài dạy dỗ rất là nhiều, và bây giờ Ngài vẫn dạy dỗ chúng ta rất là nhiều để chúng ta có quyền lựa chọn. Và Ngài luôn muốn giao thông, giao tiếp với con người. Ngài dạy dỗ chúng ta, nhưng chúng ta có nghe lời Ngài không? Hay chúng ta lại muốn quyết định độc lập với Ngài như Adam? Thế nên là nếu như chúng ta, hãy nhớ, nếu như một ngày nào đó chúng ta quyết định độc lập với Chúa, thì hãy nhớ về sự chết. Sự chết rất đơn giản thôi, là Chúa không còn lắng nghe điều bạn cầu nguyện, không còn lắng nghe cái điều bạn giao tiếp với Ngài nữa. Đấy là điều kiểu đáng sợ nhất. Và sự phân cách sẽ dẫn đến sự gì các bạn biết rồi. Cho nên cái uy quyền của Chúa nó không thể hiện ở cái chỗ là Chúa áp đặt là phải thế này, phải thế kia, mà nó nằm ở trên sự yêu thương, vì Ngài biết mọi sự, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con người, vì Ngài Đức Trời khôn sáng nhất.
Và anh ta sẽ nhớ về một Đức Chúa Trời qua các câu hỏi ôn tập, đó là Đức Chúa Trời luôn luôn hoàn thành tất cả công việc của Ngài. Vì tại sao? Vì không có ai có thể ngăn cản được Ngài hoàn thành cái điều đó. Ngay cả việc Ngài yêu chúng ta và Ngài chết thế chúng ta. Và chúng ta có một điều đặc biệt ta nhớ về cái tình yêu của Chúa nó trọn vẹn với con người như thế nào. Đó là ngay từ buổi sáng thế ban đầu thì Ngài đã tạo lên một địa cầu không hề có mưa, để cho cây cối không mọc lung tung, đấy, sâu bọ không mọc liên thuyên, đấy, thì chúng ta sẽ không phải bắt sâu, không phải cày cấy, mà chúng ta là không phải làm lụng gì, không phải làm lụng gì trong cái vườn Eden. Đây là cái điều mà Chúa yêu Adam cực kỳ nhiều. Và Đức Chúa Trời đặt Adam vào vườn Eden, Ngài không cần phải hỏi ông có muốn hay không, vì Ngài sẽ dạy dỗ ông, Ngài dạy dỗ ông để ông có quyền lựa chọn. Ông có quyền lựa chọn. Và chúng ta biết là ông đã lựa chọn như thế nào rồi. Thì cái bài học này sẽ kết thúc ở đây, bằng một cái lời hứa hẹn là bài sau chúng ta sẽ học về một nhân vật nữa được xuất hiện bên cạnh Adam, đó là Eva. Riêng người nữ Eva, riêng người phụ nữ của đời chúng ta, một nửa thế giới này, chúng ta sẽ học vào bài sau. Chúng ta sẽ học một vài bài sau có ý nghĩa tuyệt vời hơn nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Chúa ở cùng các bạn và Chúa ở cùng mình. Nguyện lời cầu nguyện của các bạn dành cho mình và lời cầu nguyện mình dành cho tất cả anh em trên trái đất Việt Nam này, những con người Việt Nam của chúng ta được thành hiện thực trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.